chính trong khu tập thể trọng lực thể hiện cũng là vũ điệu kết thúc chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Thay mặt các chị em trong đội văn nghệ, xin được cảm ơn ban lãnh đạo, các vị khách quý cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng các anh các chị hưu trí đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa xin chúc hội nghị thành công rực rỡ. Xin cảm ơn.